Nhưng mà khi mà cô gửi cái này là thầy nhận được không? Khi mà gửi này phải nhờ các chốt này, bảo là cái việc này rất cần thiết cho đất nước và cho toàn nhân loại, cho nên phải đưa thầy. Thì là khi thầy đặt được cái này là thầy tự đó mình, nên là mình sẽ xong công việc. Chào tất cả bà con, cô bác Sài Gòn trên mọi miền đất nước. Sáng hôm nay là ngày 4 tháng 8, dương lịch năm 2024, Phước Tệ và Lóc đang có mặt tại xã Vĩnh Phương thuộc địa bàn thành phố Nha Trang. Cũng như thường lệ, từ cổng phụ cho đến cổng chính thì Phước Tệ đi dạo hết rồi. Thì hiện tại bây giờ là dòng người vẫn đang thưa thớt, không có người nào nha bà con cô bác. Thì Phước Tệ và Lóc có gặp hai người chị ở phương xa về nằm gần cổng phụ, trải tấm bạt nằm ở vỉa hè để chờ thầy Thích Minh Tệ ra đánh lễ. Thì Phước Tệ cũng trao đổi với hai chị đấy là hãy về đây chứ thầy không có xuống đường đâu mà nó ngồi chờ. Thì cái câu chuyện này hôm nay thì mình cũng kể cho bà con cô bác nghe để mà hiểu được cái nỗi mà tâm tư của những người bà con ở phương xa muốn vào đây mà để đánh lễ thầy. Và tiếp theo thì Phước Tệ Vlog cũng chia sẻ cho bà con cô bác nghe về câu chuyện hôm nay là thầy Thích Minh Tệ là có xuống núi khất thực một hai nhà rồi là thầy lên lại. Hôm nay là thầy vẫn khỏe bình thường, thì thầy vẫn là đi rất nhanh theo bà con chia sẻ lại. Và cái tin quan trọng đó là thầy hôm nay không ở cốc dưới như bà con cô bác, thầy hôm nay là chuyển dời lên cốc trên rồi, không có ở cốc dưới như thế này nữa. Đó là theo là bà con chia sẻ lại cho Phước Tệ nghe là người trong xóm. Và để mà trở lại câu chuyện chính ngày hôm nay là để mà gặp sư cô, để mà sư cô sẽ chia sẻ cho mình tất cả những câu chuyện để mà muốn gặp sư Minh Tệ để mà trao lại bức tâm thơ. Là bức tâm thơ đó là từ bề trên, từ sư bà núi Cấm, sư cô núi Cấm là viết lại những dòng tâm thơ đó để mà sư cô truyền lại cho thầy Thích Minh Tệ, để mà thầy Thích Minh Tệ hiểu rõ và hiểu được nhận diện ra người đó là ai. Thì hôm nay mình tiếp tục chia sẻ những câu chuyện đến tất cả bà con cô bác Sài Gòn trên mọi miền đất nước để mà thấu hiểu hơn. Thì trước khi mà câu chuyện Phước Tệ chia sẻ đến cho bà con cô bác Sài Gòn về câu chuyện mà sư cô muốn gửi cái bức tâm thơ cho thầy Thích Minh Tệ, nhưng mà có một chuyện, những chuyện gì sai sót xin bà con cô bác Sài Gòn hãy bỏ qua, đừng trách Phước Tệ Vlog này nha bà con. Thì ngày xưa là thầy Thích Minh Tệ đã đi khất thực các tỉnh phía Bắc, thì Phước Tệ coi lại trên những trang mạng thì lúc đó có nhiều sư cô là nằm bên cái kêu là đạo gì mà đạo nhân quả đó để mà tìm đến gặp thầy. Thì Phước Tệ cũng hiểu về vấn đề đó. Còn ngày hôm nay thì theo mà Phước Tệ nhận định với sư cô này, thì sư cô này đã ra đây chờ thầy xuống núi để đảnh lễ và trao những cái ấn phẩm và những cái bức tâm thơ của sư bà núi Cấm mà bề trên đã điển về để mà trao lại cho thầy. Thì thầy sẽ hiểu đó là theo lời sư cô đã nói lại với Phước Tệ, thì Phước Tệ chia sẻ cho bà con cô bác Sài Gòn được thấu hiểu, chứ thật chất ra Phước Tệ không hiểu về câu chuyện này nha. Thì theo Phước Tệ nghĩ là ở đời thì đạo nào cũng là đạo làm người, cũng hướng thiện cho con người làm những điều tốt, và những điều là hướng thiện cho con người đến những điều tốt đẹp, chứ không có đạo nào mà hướng thiện những người làm những điều sai trái. Cho nên Phước Tệ hôm nay là bộc lộ là cái hết tâm tư cho bà con cô bác để Sài Gòn để hiểu được cái tâm trạng của Phước Tệ ngay lúc này. Thì theo mà cái nhận định Phước Tệ thì sư cô này đã về đây rất có tâm, muốn là chuyển những cái lời mà tâm thư thơ đó để cho thầy. Thì thầy nghe thầy chỉ hiểu được, thầy xem thầy chỉ hiểu được, thì Phước Tệ chỉ biết nhiêu đó thôi. Chứ còn bây giờ nếu sau này có chuyện gì á thì Phước Tệ không biết đến câu chuyện về sau. Mà nếu đúng như những cái tâm trạng của mà sư cô á, đang chờ đợi thầy xuống núi để đảnh lễ và đưa những dòng tâm thơ này và trao những cái quyển mà để cho thầy, thì biết rằng đây là một chuyện hy hữu không bao giờ gặp được, nên mới nhờ Phước Tệ là quay những đoạn video này, đăng những đoạn phim này lên, biết đâu là một ngày đó chim mén báo tin cho các sư đệ của thầy, thì các sư đệ của thầy truyền lại cho thầy biết.
thì đó là theo nguyện vọng tâm tư của sư cô này. Chứ thực chất ra Phước Tệ không am hiểu về vấn đề này, nhưng bà con các bác đừng có hiểu lầm Phước Tệ nha. Thì theo Phước Tệ biết rằng là đây là một chuyện hy hữu mong manh, không bao giờ gặp thầy được đâu. Riêng Phước Tệ ngày xưa, Phước Tệ đã từng gặp thầy rất bao nhiêu nhiều lần. Nhưng hôm nay là Phước Tệ đã chờ biết bao nhiêu ngày đây để mà mong gặp thầy một lần thôi, để đánh lễ. Nhưng mà Phước Tệ cũng chưa bao giờ gặp lại thầy từ khi thầy về Nha Trang. Cho nên những chuyện mà sư cô mà nhờ thầy, nhờ Phước Tệ để mà lên chuyển những lời tâm tư, tâm thơ này đến như thầy, thì mặc dù là cái câu chuyện rất mong manh, giống như mò kim đáy biển, Phước Tệ biết điều đó. Nhưng mà vẫn hy vọng được một ngày nào đó thì có thể chim én báo tin, biết đâu là có duyên thì thầy sẽ nhận ra. Thì cái đó là mong bà con của bác Sài Gòn, cả nhà đừng có mà trách làm Phước Tệ nha. Vì Phước Tệ không có làm trái với lương tâm mình, để hứa sư cô là Phước Tệ phải làm. Rồi Phước Tệ phải tiếp vào nói chuyện với tâm sự với sư cô, mời cả nhà đón xem. Thầy cưới tay thầy, gặp thầy đặt là thầy cưới. Con sợ gặp thầy đâu con, gặp thầy người đâu, đưa con coi cái giấy gì. Cái giấy là những người gửi tới thầy Minh Tệ. Điện phong đạo con nấu rồi sẵn. À là cái này là cô gửi cho thầy. Khi gửi cho thầy là thầy sẽ làm được, bởi vì trong cái ánh mắt của thầy đang chờ đợi một người cho lên cái chữ vạn, cái chữ vạn là trong bộ của thầy trên cái đấy, cái chữ vạn là một hiếu chỉ có thầy mới biết thôi mà mình. Nhưng mà khi mà cô gửi cái này là thầy nhận được không? Khi mà gửi này phải nhờ các chốt này, bộ là cái việc này rất cần thiết cho đất nước và cho toàn nhân loại, cho nên phải đưa thầy. Thì là khi thầy đặt được cái này là thầy tự đó mình sẽ làm xong công việc. Cái này là cũng nói cô là có cái người này vô gặp thầy lắm cô, mà cái tờ giấy này bây giờ cô chuyển vô bảo không ai dám đưa cho thầy đâu, không ai đưa được đâu. Dạ. Gì đây? Tiên phong đạo cốt, vốn trời xanh mong gặp chân như chỉ rõ ràng, luyện thuốc trường xanh trong động đá, ngày sau nhẹ bước tới mây xanh, nhẽ ra mình gặp ở Túc Kê, Việt Nam phước lớn mới trở về, tai hẹn gặp nhau trong động đá, cũng cùng màu áo, cũng gà xe. Có người đang đợi thầy để được truyền y bác, kinh sách ngàn xưa đã rõ rồi, mong thầy truyền y bác cho tôi, đầu rồng chống gậy, y bó hẹp. Báo lạp tại con không có kính con bị quyển á, đi khắp muôn rơi tỉnh thuốc thức đời. Nhưng mà cô đưa cái tờ giấy này cô biết gửi cho thầy lấy là thầy là nhận được thầy thuốc. Tôi nhận được là thầy thực hiện. Bởi vì thầy trong cái ánh mắt của thầy trong các tử là người đấy nhận thấy thầy đang mong một người. Cho nên khi thầy nhận thu ở Gia Lai đó là thầy biết cái chữ vạn một chiếu một đen. Tức là phải có một người. Phải có một người nữa thì lúc đấy là thầy tự thành bắt đầu. Dạ. Tức là trời đất. Nhưng mà ý là ngày xưa mà thầy ngồi cốc đó là cô thì cô là cũng tu ngồi cốc luôn hay sao? Tu ở trên một mình một chùa. Dạ. Chùa Tân Nguyên một mình một chùa, tu một mình một chốn, không ra ngoài ra, nhưng mà đi theo sư ông Hải Vân ở chùa núi Sinh và Diệu Vĩnh Tầng. Dạ. Chùa Văn Thù Phật Đồng. Dạ. Chùa Văn Thù Phật Đồng. Thì bây giờ mình là các căn duyên là phải tu đúng. Sư bà là không thể sử dụng được sao mà tu là học Phật. Đó, tại vì là thầy đã tu tiền kiếp là thầy đã nhiều đời nhiều kiếp rồi, kiếp này phải tu tiếp để từng thế cho nên cái ngồi cơm điện của thầy có cái tiếng vang nhưng mà chưa một nhà tâm linh nào giải được, bởi vì cái tiếng ngồi cơm điện của thầy nên là cái tiếng cũng cảnh tỉnh cho nhân loại để quay đầu tập đạo và bởi vì thân thời thì thanh lọc cũng không luôn là bây giờ mình nói có những cái không thể nói được, nhưng mà khi thầy đọc cái này thầy biết, bởi vì trong cái ánh mắt của thầy là đang cái tờ giấy này mà cô ghi gửi cho thầy á, thì theo con được biết á, nếu mà cô gửi này chỉ có mặt may ai gặp được tiếp thầy thôi, chứ còn cái này là khó mà một người dân nào mà gặp được thầy cô. Mà giờ cô gửi này cũng sợ thầy không nhận đâu. Không nhận, bởi trên tỉnh đối không nhận là như thế này.
như thế này nhá. Đây là tại sao tôi dám khẳng định là đưa thầy sang Nhật. Đây là vừa đi, ta không cho vào thì mình cũng không cho vào, ta phải chờ thôi. Cô khi mà cô re đây là nếu mà cô muốn gặp thầy là cô biết trước những cái bài cái đây là kêu bài thơ gì cô? Thơ hả? Dạ. Thầy sư phụ đi con. Đấy là cái đèn đồ của cái bài thầy Ấn Độ không? Không. Đứng về trên, đứng về trên hả? Đứng tối cao. Dạ. Để con đọc coi. Bái thầy sư phụ đi con, ngày mai con lại lên đường. Thầy truyền y bác tỏ đường công phu. Hãy mau bái lạy thầy đi, thầy truyền y bác đúng kỳ hạn hương. Ngày mai con cứ lên đường gặp thầy, đưa sách từ phương xa về. Sách này mẫu đã chuẩn phê, tu hành đúng pháp tận tề Như Lai. Sách này có 102, mai tâm minh thể học bài công phu. Cò sen thì có khá chi, đúng theo thì có khó chi. Đúng theo hành pháp vô vi niết bàn, mai tâm con mẫu tại phàm. Xin thầy minh tệ chỉ ban cách hành, y bác minh tệ chuyển nhanh, để cho đệ tử thi hành định thiên, cùng nhau đi khắp mọi miền, gieo duyên chánh pháp con hiền nhớ chưa. Thích ca thọ ký tiền thừa, để thích minh tệ sớm chưa bộ hành. Là cái đây là cái bài thơ cô làm hả? À, coi diễn xuống cô làm. Ngài đang giác khó chúng sanh, quay đầu tầm đạo an lành thiện lương. Con ơi cái đức cái duyên, tu hành chánh quả, lo phương độ trì. Ngày mai mẫu dẫn con đi, gặp thầy minh tệ việc gì cũng xong. Bởi con đã quyết một lòng tu theo chánh pháp đúng lòng Thích Ca. 6 giờ ngày 26 tháng 6 năm 2004 là âm lịch. Nếu mà tính là âm lịch chứ cô. Âm lịch nay là tháng 8 rồi. À em kia hả? Em kia. Tháng 6 âm mà đã đến tháng 7. Dạ. Thầy biết là. Dạ. Ý là cô gửi đó là thầy nhận là thầy biết. Thầy biết mấy cái chữ mà vừa mới xong á. Dạ. Chờ. Giờ thầy đang chờ cô và thôi chứ mình sao cô lên gặp được. Đó, căng gì chứ. Người thế gian thì người ta không thể biết được. Dạ. Nhưng mà thầy phải biết. Mình biết được. Người thế gian là người ta tới rồi mà người ta biết. Vì bằng cách nào đó mà vô gặp thầy được. Cầu chúc cô sao mà có duyên mau gặp thầy để mà cô chuyển những cái bài thiên ở trên bài thơ của chữ thiên đưa xuống cho thầy. Thì đó là những câu chuyện mà Phước Tệ Vlog đã mà ghi âm và đọc những dòng tâm thơ lại cho cả nhà nghe và xem hiểu được. Thực chất Phước Tệ bây giờ không biết như thế nào để mà làm cho hài lòng tất cả bà con cô bác. Tự xin bà con cô bác Sài Gòn cả nhà phải thông cảm và cho Phước Tệ, cho Phước Tệ không biết như thế nào vì những dòng mà tâm thơ của mà sư cô nhờ Phước Tệ đã đăng trên trang ảnh này để mà cho các sư ở gần đây được thấu hiểu. Chứ Phước Tệ không biết nói sao, Phước Tệ là nói là sách mắt cá chứng, nói thực tế không phải nói tà lão bi đao như những kênh lớn mà để mà đưa những câu chuyện giật gân câu view câu like. Thì Phước Tệ không có làm những chuyện đó vì trong tâm Phước Tệ lúc nào bao giờ cũng chia sẻ những cái điều mà chính xác. Vì trên kênh Phước Tệ là ngày xưa giờ làm những cái vấn đề về vấn đề mà để dạy nghề trên trang mạng, dạy nghề cho xã hội, mong muốn hướng thiện những điều tốt. Chứ Phước Tệ không có làm những cái điều mà tầm bậy tầm bạ tào lao với đau để mà đưa những cái tin giật gân.
để mà cô quy cô la nhân bà con cô bác. Thì sư cô hứa với Phước Tệ là ngày mai tiếp tục là ngày thứ ba, để Phước Tệ là gặp sư cô lần thứ ba để chia sẻ những cái bức ảnh của sư bà ở núi Cấm và những cái dòng tâm thơ tiếp theo để gửi đến thầy Thích Minh Tệ. Thì Phước Tệ cũng thực hành để tiếp tục ghi những cái bức ảnh đó và những cái dòng thơ đó cho gửi đến cho tất cả bà con cô bác Sài Gòn trên mọi miền đất nước thấu hiểu. Chứ thực chất thì Phước Tệ là không làm những cái điều tầm bậy tầm bạ như những kênh kia chia sẻ những vấn đề tin giật gân để mà để câu view câu like. Vì vậy là xin bà con cô bác hãy ủng hộ cho Phước Tệ một like, một đăng ký kênh để Phước Tệ ngày càng lớn mạnh để mà chia sẻ những thông tin chính xác.